Quý vị thân mến, chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và phát huy phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần trong toàn thể thầy cô giáo, viên chức, người lao động và các sinh viên. Mới đây, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thi truyền thống Tiếng hát tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ năm 2023, thu hút đông đảo thầy cô giáo và sinh viên toàn trường tham gia. Lần thứ 31, hội thi truyền thống Tiếng hát tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ được tổ chức, thu hút gần 3.000 thầy cô giáo, viên chức người lao động và sinh viên tham dự, với gần 300 tiết mục đa dạng các thể loại như hát tập thể bài tiếng quân ca, hát tấp ca, đơn ca, nhóm nhảy hiện đại, múa dân gian, tài năng nghệ thuật cá nhân, múa, độc tấu guitar, rap, beatbox. Thông qua các hội thi, góp phần tìm kiếm tài năng nghệ thuật của trường, thông qua đó, để sinh viên và thầy cô giáo vui vẻ, thoải mái sau những cái thời gian căng thẳng trong quá trình học tập và giảng dạy. Hội thi đã tạo nên một không gian lành mạnh, vui tươi, giúp các thầy cô giáo có dịp giao lưu, giải tỏa áp lực sau những giờ lên lớp. Thầy cô thì giảng trên giảng đường đã rất là nhiều rồi. Tuy nhiên cũng có một số thầy cô thì chưa có cơ hội để được đứng trên những sân khấu lớn như thế này. Thì đây chính là cơ hội để cho thầy cô được trải nghiệm. Nhờ đó mà tình cảm giữa các thầy cô trong đội nó cũng gắn kết hơn. Bên cạnh những tiết mục thi diễn của các thầy cô, sân chơi này còn quy tụ những tài năng âm nhạc là sinh viên của nhà trường. Hội thi đã giúp em có thể tự tin hơn, em đã có thể tự tin để bước lên sân khấu để thể hiện bản thân của mình. Em đã gặp gỡ được rất là nhiều bạn bè và anh chị đến từ trường kinh tế và em đã học hỏi được rất là nhiều kỹ năng. Sau khi mà qua cuộc thi thì em học hỏi được rất là nhiều kỹ năng về trình diễn, về giọng hát và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp với các bạn cùng thi. Và qua đó thì em có rất là nhiều kỷ niệm với các thí sinh cùng thi. Ngoài những kinh nghiệm đó thì em còn học hỏi được rất là nhiều lý tưởng sống từ những bài hát mà các bạn đem đi thi. Thì qua những bài hát đó, nó làm em yêu đất nước, yêu con người và đặc biệt là trân quý thầy cô, bạn bè, những người xung quanh mình. Từng thể loại thì có những sự đầu tư và có sự phát triển khác nhau. Chẳng hạn như về thi hát quốc ca, tập thể quốc ca thì các giáo viên vẫn giữ vững được cái phong độ của mình và đó là một cái hình mẫu để cho sinh viên có thể học tập và làm theo để phát huy được cái phần hát quốc ca của mình. Các cái thể loại tài năng như là ca cổ, nhảy hiện đại có những cái nhân tố mới, những cái tiềm năng. Riêng cái thể loại múa dân gian có chất lượng và các em có sự đầu tư đổi mới để nâng cao cái phần nghệ thuật của tiết mục. Trong năm nay thì phần thi đơn ca tân nhạc đã thu hút rất đông các em sinh viên tham gia và có nhiều giọng hát hay, đặc biệt là các bài bắt buộc thì các em đã có sự đầu tư và về trang phục, về vũ đạo. Năm nay các em có một cái sự đầu tư nhiều hơn cho cái phần trình diễn của mình. Với đa dạng thể loại cùng nhiều màu sắc khác nhau, các tiết mục trong hội thi năm nay đã để lại cho người xem nhiều cảm nhận sâu sắc về quê hương, đất nước và sự tri ân đối với thầy cô. Các nhân tố đạt giải cao sẽ được tuyển chọn vào đội văn nghệ trường Đại học Cần Thơ, góp phần làm phong phú hơn phong trào văn hóa văn nghệ của nhà trường và địa phương.